bố cưới chấp nhổ. Không, chỗ khác nó cũng là nhưng mà cũng gửi xe thì nó hơi. Thì đấy, bố có lo cho xe không, ấy. Không, người ta vẫn, chúng mình trả tiền, người ta vẫn chờ. Đây nó còn với lại nó cũng cái không gian nó cũng trật tự, nó không ầm ầm. Này bây giờ bọn nó cứ làm nhiều cái đèn nó thứ quanh cái nhà ấy, người bên trong cứ khó chịu nhỉ, người ở bên trong ấy thì khó chịu chứ nhỉ, đèn đấy mất sáng ở nhà khó chịu. Cái tí biểu tình mà nhiều cái comment nó rất là ít học. Ừ, đúng rồi. Ở đây có, em tưởng có không thiên đấy đâu. Quán lẩu không khói. Nó tên là đường tăng. Đường tăng. Bây giờ nó nhiều quán quá, nó phải đặt những cái tên lại để người ta còn nhận ra được. Và chín mươi luôn đấy, là còn có cả bia nữa, bia trứng hay nhỉ? Bia trứng đúng rồi, hôm con thảo nó thấy bọn nó review bia trứng nên cảm thấy hôm nào phải đến đấy uống. Bố xem trên báo bố mới thấy, ôi nó quay cảnh video hóa ra nhà mình, thế là bố bảo ôi lại còn đúng ông Hòa phỏng vấn ông Hòa, cái này hay thật, thế được bia trứng, mấy ông Tây ăn được uống thì thấy ngon. Thế bố thấy ở mình các đồ ăn đồ uống nó đa dạng không? Ừ. Ở nước ngoài chẳng hạn chỉ có espresso, chỉ có cappuccino, chỉ có latte, coi như quần lợn chục cái. Còn nó công nghiệp hóa rồi bố ạ. Cả thế giới nó chỉ có nó như thế thôi. Còn cái món bia trứng ở nhà bác Hòa chẳng hạn, ai mà pha được. Mà lại bia Hà Nội cái lon rất chán nhá. Đấy. Lon bia Hà Nội thực ra cũng chẳng thích lon bia Hà Nội, nó chán lắm. Ngon thì đâu. Ở mình cái sự nhưng ông Tây lại tay nghề người làm. Cái ông Tây lại có vẻ thích cái này. Như cái đợt ông Gordon Ramsay ông sang mình ấy, ông đến một quán ngăn nướng rất ngon, ông rất mê. Ông hỏi là mày làm như nào, bà nhất quyết không nói. Thế là phiên dịch viên họ mới giải thích cho bảo là cái này nó là cái gia truyền, bí kíp gia truyền của bà ấy đấy. Làm sao mà bà cho ông được, cho ông thì còn nói làm cái gì nữa. Đấy, theo em cứ nài nỉ ông mà cho một tí đó, xong mình đoán cái trong cái sốt này của mày có này đúng không, có kiểu mà không trả lời, không đúng không sai gì hết, cứ hỏi cứ nói cho tao đi, đây là bí kíp gia truyền, không có nói ăn thì biết thế đâu mà. Đấy thì cho nên là bọn nước ngoài nó đâu có cái trò đấy đâu. Ừ. Nhưng mà đúng là bí kíp gia truyền của người ta không nói là quyền người ta. Thì đúng rồi. Thế ông mới chỉ vui vẻ mà bố. Thì ông mới rất vui vẻ và ông bảo đấy chính thực ra đấy đấy chính là cái lý do mà ẩm thực Việt Nam rất phong phú. Ừ. Mỗi người nó chỉ khác một tí cái vị thôi mà. Đấy. Nó chỉ đưa cái nó kia. Chứ bây giờ cái món bia trứng của nhà bác Hòa làm sao mà franchise được? Ừ. Đấy. Ừ. Làm sao mà dạy cho ai tạo nào? Bia trứng đó là cái món nó có từ lâu rồi mà, chứ không biết là nhà bác Hòa bán. Ở đấy trong không gian thế lại thấy thích.
cái điều rất là đặc biệt là cái bác ấy không lấy tiền. Thế là bố có khi bố cố gắng bố giả một lần, lần sau nó còn thừa ấy. Rất là nhiều lần sau bố đến mà không lấy thì là có bác gái thì may ra bác ấy lấy, nhưng bác Hòa cứ không lấy tiền. Bác ấy khéo lắm, bác ấy đã đến nhà mình để thắp hương cho bà đấy chứ, cho bà cho ông. Thì bác bảo là nhờ hồng phúc của ông của bà lộc hồng phúc nên là bán hàng được, nên là bà, chú cứ để anh đến thắp hương cho bà. Mà anh ấy đi lặn lội bằng cái xe ôm đến để thắp hương. Anh làm quán cà phê em mới chui được vào nhà em, chứ nếu không thì em không vào. Thế còn cái xôi yến dạo này lại có lại rồi đấy con. Thế ạ? Ừ, lại đồng lắm. Lâu lắm không lên. Bố thì ở cái phía đằng đấy đang bố hay đi lại ra. Bây giờ vừa bắt cái tay này, cái tay phạm nhật phục luôn. Về cái gì con? Tội hối lộ. Hối lộ, tham nhiều có thứ nào mọi người trong phanh phui ra là to quá. Tay này thì không hiểu là mấy bà vợ, người thì có 5 bà vợ, 7 bà, 8 bà. Nó nào mà đâu? Nó 8 bà vợ này ở cùng một chỗ với nhau luôn, ở cùng một nhà luôn, rất hoạt luận. Đấy, còn ông này trước đây là Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy. Nổi tiếng. Ủa là này cháy rất to rồi. Đúng là thằng này vào tù rồi. Thực ra bố nghe những cái chuyện tham nhũng bố thấy nó quá bình thường, nó quá là phổ biến rồi. Còn cái xã hội của mình nên là bắt thằng nào nó bắt thôi chứ còn. Đấy thì con lúc này thế thôi, con không kiểu nó bắt lúc nào nó bắt. Mà không hiểu con liên quan gì đến Phạm Nhật Vượng. Thế hả? Người đang bàn mà Phạm Nhật Vũ. Anh em nhờ anh Vượng à? Không biết ạ. Cái tên là Phạm Nhật Vũ mà. Chỉ thấy tên là Phạm Nhật Vũ. Mọi người đang bảo đang tháo nhau là sang tuần bán tổng bán tháo ngay liên quan gì không? Anh vợ cũng rất có thể, điều cũng nổi quá, làm đóng góp rất nhiều thứ. Ông cũng phải là lập trường rõ ràng. À, các đồng chí đứng kia. Đây lúc chỉ... nào cũng có mà. À, chỉ chờ chị mình đi đấy. Thế là hai đồng chí kia. Úi rồi, rất nguy hiểm. Là úi dồi ôi, một thằng nó chán chẳng rồi. Đèn xanh rồi. Nhưng mà đúng là cái văn hóa chán nhỉ. Kể cả hai phía. Mà thì nó giấy được. Cái đèn đỏ đây nó cũng vô duyên á.